Rồi, bất động sản Phú Vlog xin kính chào quý anh chị ha. Thì như quý anh chị đã xem nhiều video của mình thì biết ở khu bên kia là khu đất tập đoàn An Nông ha. Và hai bên đây thì sẽ làm đường bờ kè này kia, đường nhựa hết luôn. Đây giới thiệu anh chị những cái mẫu nhà. Đó, mẫu nhà như thế này. Đó, xây dựng một trệt một lầu ha, làm la phong rồi hết trơn ha. Khu vực này bếp ha, nhà vệ sinh. Ở trên này mình sẽ có hai phòng ngủ. Thì ở ngoài đây, cái giải ngoài đây thì mình bán là giá 601, sâu vô trong thì là 409, 408, 407. Bên đây thì mình bán là 507 nè. Rồi sâu vô đây là 409, 408, 407 luôn ha. Thì nhà nó không có sân. Đó, không có sân. Trong đây thì chủ đầu tư người ta sẽ làm luôn cái đường cống ha, làm những cái hố ga như thế này. Hố ga cống như thế này cho mình ha. Và sử dụng nước máy. Đó, cái tiêu chuẩn nước máy nè. Cái đường ống nước máy đây quý anh chị, đây ống nước máy nè, mỗi nhà sẽ có một cái đồng hồ nước xài sử dụng nước máy luôn, duy nhất khu này ngon nhất ha. Thì hố ga rồi, đây thì sản phẩm nhà mình giới thiệu quý anh chị, đây sẽ quay thực tế một căn đi cho quý anh chị mình xem cái mẫu nhà mà có cái sân ha. Sân thì mình sẽ xây là đây, từ đây vô đây làm cái sân 2m nè, mình xây khoảng 8m ở trong đó, xây một trệt một lầu. Xe đậu đây vậy? Khu sơ trong này ha. Sơ đây. Đây. Làm rất là rộng, 3m2 nhân cho 10. Đúc thật hết nè. Đường bê tông hết, đang còn khô như thế này để anh chị xuống chị mua. Rồi anh chị chọn căn luôn ha. Cái phòng vệ sinh rất là rộng. Nhà vệ sinh rất là rộng nha. Trần đều là đúc hết toàn bộ bê tông hết cho quý anh chị luôn. Không gian này không gian bếp. Đó. Thì trong mình nhìn ra ngoài đây. Đây. Từ trong nhìn ra ngoài đó, rất là rộng, rất là rộng rãi, rất là rộng rãi. Trên đây thì mình sẽ có hai phòng ngủ, một cái phòng ngủ phía trước và mình lên quay luôn đi, một phòng ngủ phía sau. Đây phòng ngủ phía sau cũng rất là rộng, rất là vuông vức, rất là rộng thẳng tắp luôn. Khoảng không gian này mình làm một cái phòng thờ, cửa hang lên. Đây là khoảng không gian mình để làm phòng thờ hoặc mình làm gì cũng được, để đồ. Nhà vệ sinh rất là vuông vức, rất là rộng á, nhà vệ sinh rất là rộng. Và đây là cái khoảng không gian phòng ngủ phía trước cũng rất là tuyệt vời. Đó, rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Đó, thì mình đơn giản như vậy thôi ha. Nhà mình đơn giản bao gồm hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Với cái diện tích 3m2 nhân 8 nằm bên kia đó, không có sân á, thì giá cao nhất là 507 rồi 408 407. Đó, còn với cái diện tích mà 3m2 nhân 10 có sân thì giá cao nhất là 650 rồi vào trong là 504 và sâu cuối cùng những căn cuối cùng là 503. Đó. Anh chị nào quan tâm sản phẩm nào thì mình dẫn cái sản phẩm đó ha. Càng vào trong thì giá càng rẻ. Ở ngoài đây một phần nó mắc là nhờ vào cái vị trí này là khoảng không gian sinh hoạt chung. Đó, nó còn hưởng tính luôn cái tiền sân nên nó giá nó cao hơn nha quý anh chị. Đường này sẽ đổ bê tông hết luôn nha. Toàn bộ hai bên đổ bê tông là đường 4m. Bao gồm nước máy và điện riêng, đồng hồ điện riêng, những cái đường cống như thế này. Đó, những cái hố ga có sẵn. Đó, rất là phù hợp với anh chị nào có nhu cầu mình ở luôn ha. Khu này rất là đông. 1600 công, xe tải chạy thoải mái nè ha. Đường xe tải lớn nè, xe tải lớn vô thoải mái luôn. Rồi xin cảm ơn quý anh chị nào quan tâm về cái mẫu nhà khu vực này thì liên hệ mình 0796566837, 0777540282 để được tư vấn ạ. Xin cảm ơn quý anh chị.